Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Mấy em rồng đợi mình farm thức ăn các thứ, ngủ mất tiêu hết trơn rồi. Chỉ còn mỗi có rồng Lycan là còn thức để đợi mình nè. Được, bây giờ thì mình sẽ không để mấy em này đợi lâu nữa. Sẽ cho ăn để còn dẫn đi khám phá trong bữa nay nữa. Lycan còn thức nên cho Lycan ăn nha. Ăn đi. Ui, Lycan khi mà đạt hơn cấp 25 thì đã bắt đầu thay đổi về móng vuốt nè. Răng nanh cũng xuất hiện dần rồi ha. Nhìn rất là ngầu luôn á. Coi cái dáng ngồi kìa. Mình cực kỳ thích cái dáng của em này luôn. Rồi, 40 thì cưỡi được chưa? Cưỡi được rồi nè. Mới 40 thôi đã cưỡi được rồi. Ui. Ở phần lưỡi của Lycan còn có cái lưỡi màu đỏ nha. Có răng nanh các thứ ấy. Hơi bị đã luôn. Ồ, đòn tấn công là màu tím luôn nha. Được được đó nha. Cảm giác em này sẽ rất là mạnh đây. Thử nào. Tách liền cho nóng. Mạnh thiệt. Đúng là rồng từ thế giới Lycan có khác mà. Quá là dữ luôn á. Xong một em. Giờ thì tới rồng. Rồng vua nha. Em này là kích thước siêu to khổng lồ á. Để mình thử cho lên cấp 40 coi. Coi như thế nào. Ôi, dùm bài định quýnh mình cái em rồng bay lại ăn thịt lên cơ. Dữ dội thiệt. Rồi, rồng vua ăn nha. 25 rồi nè. Rồi, 25 là hết dễ thương rồi. Chuyển sang giai đoạn là ngầu rồi đó. Quay mặt qua đây coi, rồng vua. Quay qua đây nào. Đâu rồi rồng vua? Rồng vua ở tiếp dưới này lắm. Quay qua đây. Đó, coi rồng vua kìa. Cái quả sừng, cái này giống như cái ngà hơn á. Quá là dài luôn. Cái này là mới cấp 25 thôi đó. Mình sẽ thử cho lên cấp 40 bằng với cấp của Lycan á. Oh my god luôn. Oh my god thiệt sự. Bây giờ nó to bằng cái nhà mình rồi. Mới cấp 40 thôi. Trời đất ơi. Leo lên cửa thử. Ây da. Rồi rồi rồi, mình đã leo lên rầm vua rồi. Kìa, mình ngồi tít ơn sao lận. Quá là khủng luôn, leo lên cưỡi phát là không thấy mình trên rồng luôn á. Tí tẹo à. Quá khủng luôn á. Ui da, 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 da. Bị cà giật coi. Và cuối cùng là mình sẽ cho rồng Hydroptera ăn ha. Em này là có kích thước khiêm tốn nhất trong ba em rồng mà mình cho ăn nãy giờ. Đây. Mình sẽ cho em ăn đi. Mau mau lớn cho bằng mấy anh em khác nha. Ui, em này có vẻ rất là chậm lớn luôn á. Cấp 40, chuẩn bị cấp 40 nè. Mà vẫn còn rất là bé luôn. Rồi, luôn hiểu rồi đó, nuôi em này hơi tốn rồi. Em bị suy dinh dưỡng rồi. Nuôi không biết tốn bao nhiêu thức ăn nữa mới cưỡi được đây. Nè, ăn thêm đi. Mình sẽ cho lên cỡ tầm 60 thôi nha. Nếu mà không có cưỡi được thì chắc mình sẽ cho em khác ăn chứ. Dùng hết cho em này thì những em rồng sao hơi thiệt á. Rồi, 60 cửa được chưa? Ý, cứ được. À, ok, vậy cũng đỡ ha. Ui, em này bay là không thấy cánh đập luôn nha. Ui, khó nhưng mà kiểu nhẹ nhàng lắm. Ui, ảo thật đấy. Wow, bay cũng rất là nhanh nha. Như vậy thì hôm nay ba em rồng chưa lớn đã được mình cho ăn và có thể cưỡi đi khám phá hết được luôn rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, tạm thời thì gác qua cái chuyện ăn uống của mấy em rồng đi. Bữa nay thì mình sẽ ghép mấy cái mảnh bản đồ mà hôm qua mình tìm được trong chuyến khám phá. Đây, ba cái mảnh bản đồ đây. Vừa khít luôn ha. Ghép nó lại với nhau. Như vậy là mình sẽ tạo được một cái Fire Nation Map. Cái này thì nó sẽ giúp mình đi tới cái vùng đất Fire Nation á. Quá là đã luôn. Đi luôn nha. Đồ đạc còn thiếu gì không? Hình như không có thiếu gì hết á. Rồi, được rồi, đi thôi. Đi luôn nào. Hồi hộp á. Không biết là mình sẽ xuất hiện ở chỗ nào đây. Đây là một biome hoàn toàn mới á. Mới vô. Mình đã spawn ở một cái dungeon luôn rồi. Ui, nó ra cái con golem lava kìa. Hơi căng nha.
Không biết phép thuật lửa có tấn công được mấy con này hay không nữa. Phép thuật lửa tấn công được không? Mấy con này nó miễn nhiễm với lửa rồi, vậy là chắc phải dùng phép băng thôi. Ok, phép băng thì vẫn có tác dụng bình thường á. Rồi, qua đây chắc phải dùng cái phép thuật giúp mình nhìn trong bóng tối trước cái đã. Tại vì cái khu vực này nó hơi tối một xíu á. Đập mấy cái lồng spawn cho chắc. Wow wow, mới vô đã có dungeon để khám phá rồi. Ở này nó nhiều quá dữ rồi. Mà trâu trâu không à. Một con nhện như vậy á là nó tới 70 máu lận. Quýnh nó chắc khô mana luôn quá. Thôi, né được bao nhiêu con thì né á. Chứ nhiều khi mình chạy cói với mấy con này cũng không có được cái lợi ích gì đâu. Hình như mình gần lên tới đỉnh của cái tòa tháp này rồi á. Cố lên một xíu nữa thôi. Pháp sư lửa nè. Wow wow, có rương tiếp. Đây là thuốc kháng lửa. Rương trong đây hình như nó chỉ mặc định là thuốc kháng lửa với mấy cái trái cây thôi á, chứ nó không còn gì thêm á. Ở đây có mấy cái rương. Đây có thêm một cái rương nữa. Ồ, bây giờ nó bắt đầu cho đồ rồi nè. Nó cho mình một cái quần trong cái bộ giáp của chiến binh lửa ha. Ok. Thằng này thì sao? Thằng này không có rương. Mình kiểu speedrun vậy á. Chạy đi riết riết lên tầng cao nhất coi 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 có gì không ha. Chứ chạy có với mấy con này chỉ có tốn mana với hư giáp thôi. Rồi thêm rương nữa nè. Có kiếm luôn. À, đấu kiếm không? Vô. Đấu kiếm không? Đấu kiếm không? Rồi, tới tầng cao nhất chưa? Gì đâu mà nó cao thật sự ấy. Vẫn chưa tới tầng cao nhất này. Thêm một cây kiếm. Thuốc kháng lửa. Mình không thể chờ đợi nữa rồi. Đi thẳng lên trên thôi. Ồ, có rừng, có rừng. Tính ra vô đây chủ yếu là để mình lấy trái cây với thuốc kháng lửa không á. Lâu lâu cho kiếm các thứ. Chứ ngoài ra thì dungeon này nó không có trứng rồng à. Ơ kìa, kỳ vậy. Mấy con này quá đáng thiệt luôn. Phép thuật điện của mình á. Này thì chích nó đi. Mình đã không muốn ra tay rồi mà cứ khịa thôi. Rồi trên này có gì? Trên này có hai con golem với một thanh niên pháp sư lửa. Không sao, mình sẽ xử lý cho một nốt nhạc ha. À, con lì à, con lì à. Lấy kiếm ra xử luôn. Lì lợm nè. Rồi, kết thúc thôi. Đập lẹ. Và hai cái rương tầng cao nhất nó sẽ cho mình cái gì? Cho mình mảnh pha lê kim cương nè. Một cây phóng lợn. Với một ít cây trái cây thôi. Ơ kìa. Vậy thôi à. Trời ơi. Tưởng đâu chúng mánh ai về vô đây nó cũng không có giàu lắm đâu. Thôi đi xuống dưới thôi. Ui da. Trời, chút xít nữa là té gãy chân rồi. Rồi. Ở thế giới này thì có rất là nhiều hồ nhung nham á. Hình như nhung nham nó thay thế bằng nước luôn á. Mình không thấy hồ nước nào luôn, chỉ thấy hồ nhung nham thôi. Uầy, ghê thiệt á. Được, bây giờ chắc mình sẽ kêu rồng ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi khám phá một vòng ở đây ha. Để coi coi ngoài cái dungeon cao nhồng như vậy thì mình còn gặp những cái công trình gì khác hay không ha. Để mình kiếm trứng rồng chứ không gì hết á. Tại vì mỗi vùng đất trong đây thì nó sẽ có kiểu như là những cái chỗ trứng rồng khác nhau á. Tò mò quá à. Ui, còn có rồng hoang dã nữa. Ây vui. Ui, nó đốt rồng mình. Ui, né em ơi. Wow, gặp được cái dungeon tiếp theo rồi. Nhìn cái này nó xây na ná cái chỗ ngôi đền Night Fury á. Nhất là phần mái á, nhìn rất là giống luôn. Vô trong thử coi. Để coi cái này nó có gì xịn sò hơn cái dungeon lần trước hay không á. Rồi, lên trên. Ui, vẫn có mấy thanh niên cầm kiếm này. Wow. Ok, sao đồ thấy giống vậy? Đừng nói là cho đồ Iran hồi nãy nha. Lên trên.
có rương. Ồ, lần này thì cho mình thêm cái nón nữa nè. Cái nón của trong set đồ của thanh niên này đang mặc nè, thấy không? Mới mốt mình vui là mình cosplay với thanh niên cầm cầm kiếm đó cũng được á. Rồi, hình như sắp lên tầng cao nhất hay sao rồi nè. Ồ, ở đây còn có con nhện nữa. Tiêu diệt nó lẹ thôi. Ủa, tầng cao nhất rồi. Ui. Mấy cái dungeon ở đây nó bị làm sao ấy. Trời phạt ơi. Nó không có thêm một tí đồ gì mới luôn. Cũng như là không có trứng rồng các thứ ha. Lạ thiệt. Cái thế giới này bị làm sao rồi? À, cái gì ta, cái gì ta? Cái gì mà ba cái ụ tròn dữ ta? Rồng vua ở đây chơi đi nghe. Anh vô trong đây công chuyện xíu. Đây là chỗ của con Cerberus à? Đúng không vậy? Chính xác, đây là Cerberus Obelisk nè. Ủa? Ui, lần hai con luôn à? Wow. Lần hai con Cerberus luôn. Cần 200 gang tấc liền. Đây thêm chỗ nữa nè. Gặp lần ba cái ngôi cái gì ta, cái Obelisk của Cerberus. Ảo thật đấy. Đợi mình xíu, mình tiêu diệt nốt con này cái và chúng ta sẽ đi tiếp á. Ủa đâu, nó đâu rồi? À đây, nó bị dịch chuyển qua đây. Quá nhanh rút gọn nào. Nó sẽ cho mình thêm những cái Fire Essence đó. Để mình coi coi. Như vậy là bị trùng trùng công trình rồi. Đây vẫn phải chưa phải là công trình mà mình đang tìm. Ui, con rồng vua đang đốt cái con lava golem kìa. Phong cách của rồng vua rất là nhẹ nhàng á. Đấy, cứ bay tèn tèn qua và đốt thôi. Lâu lâu còn đốt trúng cả mình cơ. Biết rồi, công trình này nãy khám phá rồi, đừng có đừng 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 có dụ tôi nữa, không có vô đâu. Cho mình đồ ha. Bị trùng nhau không hết trơn à. Với lại trong đó nó không có cánh cánh cửa ấy, tại vì khi mà mình farm những cái con đó nó sẽ cho mình những cái chìa khóa đúng không? Và chìa khóa này nó sẽ mở một cái cánh cửa gì đó. Vấn đề đang mình phải tìm cánh cửa nè. Có cánh cửa thì mình mới đi khám phá tiếp được. Mình nhập thêm một cái dungeon khác rồi nè. À, rồng vua ở ngoài canh giữ giùm anh nha. Mình sẽ vô trong một mình thôi. Ồ, ở đây có quái. Thôi không chơi. Đu lên tầng trên. Mình có dây thần mà. Phép dây thần mà sợ gì. Đu lên. Có rương không? Không có rương. Ủa dạ. Không có thì lên tiếp. Đấy. Đi đột nhập công trình như Spider-Man á. Bắn dây các thứ lên trên liền. Ồ. Ở đây có một con thôi thì mình xơi được ha, không sao hết. Rồi lên trên. Gần tới tầng cao nhất rồi. Đó, đồ thì nó cũng loanh quanh có mấy món thôi. Nó không có gì thêm hết á. Ô, đây là tầng cao nhất luôn rồi à. Ô, nó cho thêm được cái giáp à. Ô, cánh cửa mấy người giấu ở đâu vậy? Nổ cái địa chỉ đi. Chết tiệt thiệt. Không biết là bọn chúng giấu cánh cửa ở đâu ấy. Tìm mãi mà chưa thấy công trình mà cho mày cái cánh cửa. Cày thiệt chứ. Dưới này có không? Dưới này cũng không có luôn. A few moments later. Ừ, đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được cánh cánh cửa rồi. À. Thì ra là ở trên tầng này. Vậy là cũng có tỷ lệ thôi. Oh my god thiệt. Rồi trước mắt còn phải dọn hết mấy cái lồng spawn trước đi. Để không thôi nó cứ xuất hiện hoài là mệt đấy. Rồi xong giờ thì vô thôi. Trước khi vô cần phải dọn nốt mấy con còn lại cái đó. Rồi. Giờ là có thể vô được rồi nè. Mình sẽ lấy ra chìa khóa ha. Sau đó thì bước vào thôi. Đấy, ít ra nó phải vậy chứ. Hồi hộp quá. Wow. Trong này cũng rất là nguy hiểm nha.
Lỡ ngỡ là lọt xuống dung nham đấy. Bây giờ mình sẽ tìm một cái lối đi nào đó để chúng ta có thể đi đến căn phòng chứa cái rương ha. Wow. Ủa, trong này nhiều tên canh gác hết đấy. Những cái rương này thì chỉ là rương trống thôi, rương trang trí thôi, nên chả có đồ gì hết á. Ăn thua mấy cái chỗ mà đằng sau kìa. Đấy, nó đang dẫn lối cho mình đi tới căn phòng cuối cùng hay sao ấy. Cố lên, còn một xíu nữa thôi. Ui, pháp sư lửa nè. Đây đây, có thêm cánh cửa nè. Mình còn 5 chìa khóa thôi. Mình còn 4. Mình còn 3 chìa khóa nữa hả? Mình còn 2. Và tới nơi rồi. Yay. Vừa đủ chìa khóa luôn. Mình đã tới căn phòng chứa được cái rương rồi. Đây là chỗ của rồng Flame Splitter á. Đấy, đây là rồng Flame Splitter nè. Và trong rương này không có trứng rồng. Buồn vậy. Trời, tưởng đâu có cái trứng rồng là ngon rồi. Ai gì không có trứng rồng luôn. Su cà na thì mừng hộp thiệt chứ. Thôi không sao, thử lại ở lần khác thôi chứ biết sao giờ. Lối đi thì lần trước mình đã đi một lần trong cái dungeon này rồi, nên thành thử ra mình cũng nhớ mãi mãi rồi ha. Giờ ăn thua là mình sẽ farm thêm chìa khóa thôi. Tại vì phải có đủ chìa khóa thì mới vô tới căn phòng chứa trứng rồng được. Mình có một chìa khóa nặng này. Mở trước một cánh cửa đây. Ui ui ui, mấy tên này quýnh đau thế. Rồi, có con lava golem. Mình phải farm những con lava golem trong cái dungeon này á thì mới có thêm chìa khóa được. Bây giờ bất chấp mấy cái bẫy. Ê, nó vẫn còn một một cái cánh cửa nữa. Vẫn còn thiếu chìa khóa này. Kỳ vậy ca. Còn mình thấy còn căn phòng nào đâu ta. Hay là hướng này nhờ. Ờ, nhiều khi hướng bên này á. Có không? À đúng rồi, đúng rồi. Còn một thanh niên pháp sư lửa nè. Đó, vậy mới đủ chìa khóa này. Trời ơi. Rồi, giờ thì chắc đi đó. Trở lại cái chỗ căn phòng. Ủa, cánh cửa cuối cùng thôi. Nhớ đường rồi, nhớ đường rồi. Đấy, giờ mình đỡ đi lạc rồi đó. Khám phá vài lần là nhớ đường liền. À, tới căn phòng của rồng Flame Splitter rồi. Mình sẽ tiêu diệt mấy cái thanh niên bảo vệ ở đây trước đã. Đấy, mấy thanh niên này canh giữ cho rồng ngủ á. Nhưng mà mình vô rồng cũng đâu có hay đâu. Rồi, và lần này chúng ta đã có được trứng rồng Flame Splitter rồi. Yay. Lần đầu không có thì lần sau phải như vậy chứ. Đó, phải không bỏ cuộc sớm thì mới có được trứng rồng. Hồi nãy đi về là không có trứng rồng rồi. Quá là đã luôn. Trong phòng của Slam Splitter thì không còn thêm đồ gì giá trị hết. Ờ, chắc thôi. Giờ đi về thôi. Bye bye Slam Splitter nha. Trời, em rồng này nhìn cũng ngầu đét ấy. Bữa nay thì có thêm được một cái trứng rồng mới. Nhưng mà để có được cái trứng rồng này thì rất là gian nan luôn á. Trời đất ơi, phải đi biết bao lâu mới có được. Rồi, nhưng không sao, có được thì về mình sẽ up liền ha. Up liền cho nóng. Bên cạnh đó thì bữa nay mình cũng có ấp ủ cái dự định là sẽ lai tạo thêm một em rồng từ đội hình rồng mà mình sẵn có nè. Đầu tiên thì mình sẽ lấy hai cái MT Orb, DNA Orb trước rồi đã. Mình thấy trong công thức lai tạo rồng có sự lai tạo giữa rồng Tigit cũng như là rồng Rack ấy. Đây là hai em rồng mà mình có rất là sớm luôn á. Nên mình muốn kết hợp hai em này lại để tạo thành một em rồng xịn sò hơn á. Đầu tiên là DNA của Tigit trước nè. Tiếp theo là lấy DNA của rồng Rack. Chưa, đợi cái kéo mình nó có thể hoạt động lại thêm một lần nữa cái đã. Đây, lấy DNA của rồng Rack nữa. Các bạn có hình dung ra sự kết hợp giữa hai em rồng này sẽ trông như thế nào không? Mình nghĩ em này sẽ có hình dáng, cái dáng đi á là của rồng Rack nhưng mà màu là màu của rồng Tigit. Mình đoán vậy. Rồi, giờ thì muốn kiểm chứng thì chúng ta sẽ đi lên trên cái chỗ kết hợp rồng nè. Sau đó
chế tạo một cái trứng sắt. Đây là một cái trứng sắt ha. Và cuối cùng là cho vô cái DNA combiner. Giống như vậy. Đó, quá trình đang được diễn ra nè. Đây, công thức hồi nãy mình coi nè. Đấy. Nhìn rồng này khá là giống rồng rác á, nhưng mà kiểu màu của rồng tay ghét thôi, nên mình mới đoán vậy á. Giờ thì cho vô ấp luôn nè. Đó, vậy là bây giờ mình đang vừa ấp trứng rồng Flame Spitter và vừa ấp trứng rồng em rồng này tên gì là ta? Em này có tên là rồng Track ha. Rồng Track. Rồi, ok. Giờ thì chờ đợi thôi. Quá trình ấp hai cái trứng này chắc mất rất là nhiều thời gian á. Lúc mà chờ đợi trứng rồng ấp á thì chắc mình sẽ dẫn rồng vua đi dạo một xíu á. Nhưng mà có một cái nhược điểm mà mình thấy rồng vua rất là thiệt thòi luôn, đó chính là tốc độ. Đã bự quá nên thành thử ra tốc độ không được cao ấy. Nếu mà bị con rồng nào dí sau lưng là thôi, còn như xong luôn. Nó chấp 10 cây cột điện chạy cũng bay cũng không lại nữa. Mình cảm giác rồng vua là rồng có tốc độ bay kiểu như là khiêm tốn nhất luôn á trong đội hình rồng của mình. Lúc trước thì mình nghĩ rồng cái rồng nào ta, rồng răng cồ á, em rồng ủ a hấu ì này là chậm nhất cơ, nhưng mà không, bây giờ mình thấy rồng vua còn chậm hơn cả rồng răng cồ cơ. Nhưng mà được cái là máu khá là nhiều và trâu ha, nên chắc cũng bù trừ lại được á. Ừ, đi ngang cái thiên thạch của mấy người ngoài hành tinh là mình sẽ kêu rồng vua tấn công được coi. Ăn thua không? Khó nhìn quá. Rồng vua kêu bự quá, mình không có thấy đường luôn á. Che hết màn hình rồi. Lại nào. Mạnh. Tấn công một con nhưng mà mấy con xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo kìa. Ghê đấy. Lại nào. Đó. Ui, một hit là một con người ngoài hành tinh này. Cũng khỏe phết đấy. Tấn công một. Nhưng mà không sao á. Rồi, bây giờ thì test khả năng đi bộ coi. Rồi, đi bộ cũng như bay thôi. Cũng rất là chậm mà. Bởi vì nhiều khi nhìn rồng vua cũng thiệt thòi lắm. Ủa, làm gì em? Muốn ăn thịt bò à? Hay sao mà ngắm vô mấy con bò này vậy? Đừng. Nó nuôi em đấy. Anh sẽ bảo vệ bò. Đừng thịt bò nữa. Mà quên, tính ra mình cũng thịt bò mà ta. Rồi, bỏ qua vấn đề đó đi. Ui, cái màu đỏ cực kỳ đẹp luôn á. Nhìn là mê. Phải dí đâu coi. Nè. Dữ dằn vậy ta. Phải chi mình có một em màu đỏ gì thì đã ha. Hơi bị chất luôn. Không được. 11 mình phải kiếm chai sơn. Mình sơn cho em gồng mình thành màu đỏ mới được. Búp sức mạnh. Đùa đấy. Rồi đi tiếp thôi. Lớn ở bên đây mình lại gặp thêm dungeon thì phải. Tại vì thường thường ở vùng đầm lầy á, nó sẽ có một cái ngôi đền ếch mà mình đi khám phá rất là lâu rồi mà vẫn chưa gặp được ngôi đền đó nữa. Wow. Nhưng mà bên đây là rồng gì đây? Ngôi đền ếch chưa gặp mà mình đã gặp rồng Death Reaper. Ui, đây là rồng mới này. Elemental, núp xuống, núp đi em. Để anh tự xử cho. Đây là rồng Death Reaper. Wow. Đừng có đụng người ta đang ngủ đó em. Trời ơi. Đã vô trộm tổ của người ta rồi mà còn khiêu người ta nữa. Wow, em này cấp 100 lận. Thế nên trong đây chắc chắn là có trứng rồi. Wow. Ui, trong đây còn rồng Death Reaper nữa. Ủa, cái trứng đâu? Ủa? Cái trứng đâu? Và để chắc cú cho cái phi vụ lấy trứng rồng này thì mình sẽ vẫn dùng chiến thuật cũ ha, là dùng bơm mù trước để chúng ta tìm trứng cho nó dễ và an toàn hơn. Cái trứng đâu vậy? Mình chưa thấy cái trứng nha. Đây. Trời ơi. Nãy giờ đi ngang mà không phát hiện à. Tưởng đâu cái đuôi không á. Tại vì cái đuôi của rồng Death Reaper cũng tròn tròn này, nhìn cứ tưởng quả trứng thôi. Mèn đét ơi. Rồi xong rồi, nhiệm vụ thành công. Chuồn thôi. Rồng nó ơi. Không biết em rồng mình còn sống không nữa. Nãy giờ mình tập trung mình mình lụm trứng rồng quá. Thôi chắc giờ mình sẽ kêu em rồng. Tử thần đi. Đi, rồng tử thần ơi. Let's go. Chuồn lẹ.
Wow, vậy là bữa nay lại có thêm trứng đồng mới rồi. Quá tuyệt vời luôn. Giờ mà gặp thêm cái ngôi đền ếch nữa là đẹp nè. Ngôi đền ếch cũng ở vùng đầm lầy này ấy. Đằng kia có con rồng hoang dã. Mình có nên kêu rồng vua ra test sức mạnh của rồng vua không ta? Test với con rồng hoang dã đó luôn. Sợ gì? Mình bự mà, sợ gì? Đúng. Thì mình đi gần gần lại xíu đã. Rồng vua đi bộ hơi khó khăn ha. Rồi nhắm vô con rồng hoang dã đó. Một hit nè. Trời ơi, cái phát bắn nó bự. Siêu to luôn á. Hai hit nè. Ba hit. A few moments later. Rồi nãy giờ tấn công cũng được cỡ 5-6 hit đấy. Mình sẽ qua đó để kiểm tra coi nó mất bao nhiêu máu á. Qua đó mà thấy nó mất được 1-2 máu chắc quê chết luôn á. Rồi. Nhưng mà cũng phải kháng lửa các thứ vô cho chắc. Rồi kháng lửa. Mất bao nhiêu máu nào? Thiệt nó mất có mấy máu à? Kỳ vậy. Ui con rồng này hết rồi. Ngươi sẽ hết đúng không? Làm gì có chuyện mà quýnh nhiều như vậy mà mất có 1-2 máu. Con này hết rồi. Ngươi sẽ hết. Ngươi sẽ hết nè. Ngươi sẽ hết phải không? Con rồng kia. Ngươi sẽ hết đúng không? Ngươi sẽ hết. Mày thì sẽ hết nè. Chắc con này hết đấy. Chứ không phải gồng vua yếu không. Chắc này sẽ hết. Bà quê thiệt luôn á. Ủa sao kỳ vậy? Mình thấy rồng vua quýnh gõ thốn luôn mà ta. Sao quýnh con rồng này mất có mười mấy 20 máu à. Mà trong khi đánh 5 số hit luôn. Ảo thật đấy. Quê một cục luôn á trời. Tạm thời thì trứng rồng ở nhà mình thì đã ấp xong được một trứng rồi nè. Flame Spitter ha. Còn bên này trứng rồng Track thì vẫn đang ấp nè. Chắc trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho rồng Flame Spitter ra ngoài đi. Lấy cái ọp ra trước ra. Rồi, Flame Spitter ha. Em này là kiếm hơi bị cực ấy nên hy vọng là sắp tới mình sẽ có thể dẫn em này đi khám phá ở nhiều nơi và tìm được nhiều thứ mới hơn. Em này thì con nhỏ trông cũng có nét gì đó ngầu ngầu ha, nhất là cái phần đầu ấy. Ui, quả tai cũng khá là đẹp nữa cơ. Được, được ấy, được ấy. Xong. Và phía trên thì hình như rồng Track cũng ấp xong rồi hay sao cơ. Đúng rồi, ấp xong rồi. Đập cái. Và lấy ra thôi. Tiếp theo là rồng Track này. Coi nào, coi nào. Không biết sẽ giống em rồng tai nghít hơn hay là giống rồng Track hơn đây. Đây. Giống rồng. Cái dáng là dáng của rồng Rack nha. Nhưng mà màu là màu của rồng Tigris. Uầy. Đẹp thật sự, đẹp thật sự. Được đấy, được đấy. Rồi, cho vô ọp nè. Sau đó thì mình còn mấy phần ăn ta. Mình còn một ít đồ ăn đúng không? Ủa đâu rồi? Ở đây, 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 đồ ăn đây. Mỗi em mình sẽ cho ăn một ít để cho lớn ha. Bữa nay thì mình còn có chút xíu đồ ăn à. Flame Spitter trước đi. Đấy. Cũng màu lớn phết đấy chứ. Được á. Rồi, Flame Spitter xong rồi nha. Cái này là phần của rồng Track rồi. Mình chia đều ra chứ không thôi em bự em nhỏ thì kỳ lắm. Rồi, ăn đi Track ơi. Quá đã luôn ha. Tuyệt vời. Chỉ tiếc là hôm nay mình không đủ thức ăn để cho mấy em này lớn lên và dẫn đi khám phá thôi. Chứ không là cũng dẫn đi khám phá các thứ giống những người anh em khác ấy. Đấy. Rồng Track khi lên cấp 25 là đã bắt đầu kiểu như là nhìn sừng nhọn hơn nè. Những cái vân đen cũng rõ hơn nè. Cánh thì cũng bự hơn một xíu nè. Quả sừng nhọn hoắt luôn. Mình không hiểu sao mình cứ bị thích mấy em rồng mà có cái sừng nhọn nhọn ấy. Nhìn cực kỳ ngầu luôn á. Rồi, và tóm lại trong ngày hôm nay mình lại có thêm những cái trứng rồng mới, như là trứng rồng Flame Spitter và một cái trứng rồng Death Reaper mà mình chưa có up xong nè. Chắc sắp tới mình sẽ tranh thủ mình up trứng rồng Death Reaper này để chúng ta cho vô bộ sưu tập rồng mới được. Và hôm nay còn có thêm một em rồng được kết hợp từ hai em rồng khác nhau nữa chứ. Đó chính là rồng Track ha. Và trong thời gian sắp tới thì mình phải có cái nhiệm vụ. Đó chính là tìm ra những cái kiểu như là dungeon còn lại. Vì trong đây còn rất là nhiều dungeon khác nhau mà mình chưa có tìm á. Trong đó có cả cái dungeon con ếch mà lúc đi khám phá mình có đề cập đến á.
Rồi, và hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được những thứ đó ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.